Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em quay lại với kênh 24 giờ của em ạ. Hôm nay em xin phép em được giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Toyota Vios E số tự động sản xuất 2020 ạ. Vậy thì chiếc xe Toyota Vios E số tự động này đại lý chúng em đang bán cho anh em với giá như nào và có những tính năng option có sự thay đổi gì không thì em xin phép được giới thiệu cho anh em một cách chi tiết cụ thể để cho anh em có sự chuẩn bị tài chính mình tốt nhất để mình mua chiếc xe này không, hay cần phải mua bản cao cấp hơn, hay là những tính năng option của chiếc xe Toyota Vios E số tự động này nó có phù hợp với cả nhu cầu sử dụng mình không thì em xin phép được giới thiệu cho anh em một cái chi tiết cụ thể cho anh em nhé. Đầu tiên em giới thiệu cho anh em về phần giá xe. Với giá niêm yết của chiếc xe Toyota Vios E số tự động này, giá niêm yết nó đang là 520 triệu ạ. Nó cũng là giá tính thuế luôn đấy ạ. Vậy thì chiếc xe Toyota Vios E số tự động này đại lý chúng em đang có các chương trình khuyến mại, tổng khuyến mại chiếc xe này lên tới 20 triệu nhá. Còn anh em mà muốn được giá tốt hơn hay là chương trình khuyến mại cụ thể như nào thì hãy gọi điện cho em qua số điện thoại góc dưới bên trái màn hình để được giá tốt nhất và chương trình khuyến mại tốt nhất cho anh em ạ. Cam kết với anh em giá sẽ là tốt nhất thị trường cho anh em nhé. Ok, tiếp theo là những tính năng option của chiếc xe Toyota Vios E thì em xin phép giới thiệu cho anh em ạ. Đầu tiên em giới thiệu cho anh em về kích thước tổng thể của chiếc xe Toyota Vios E số tự động này. Về kích thước tổng thể nó dài đang là 4m425 ạ, rộng là 1m370 nhá và cao là 1m475 đấy ạ. Đấy, còn chiều dài cơ sở đang là 2m55 nhá và khoảng sáng gầm xe đang là 13,3cm đấy ạ. Dung tích bình nhiên liệu của chiếc xe này thì đang là 42 lít nhá. Đấy. Đây, đầu tiên em giới thiệu cho anh em về mặt lưới ca lăng của chiếc xe Toyota Vios E số tự động này. Mặt lưới ca lăng thì vẫn sử dụng ngôn ngữ Quỷ Nai, khá là to bản và rộng. Đây, còn em giới thiệu cho anh em về cụm đèn. Cụm đèn của chiếc xe Toyota Vios E số tự động này thì cụm đèn là đèn halogen nhé. Phản xạ đa hướng đấy ạ. Đèn halogen, cả đèn cốt đến đèn pha nhé. Ai còn giới thiệu cho anh em về đèn gầm. Đèn gầm cũng là được sử dụng đèn halogen thôi ạ. Đèn halogen thôi nhé. Bản này thì sẽ không có cảm biến góc trước so với giống như bản G số tự động. Bản E số tự động này thì sẽ không có cảm biến góc trước. Đấy. Còn đây em giới thiệu cho anh em về phần sườn xe của chiếc xe Toyota Vios E số tự động. Phần sườn xe của nó được dập lỗ rất là nhiều, tạo ra chiếc xe nhìn rất là cứng cáp, chắc chắn và không kém sự sang trọng của chiếc xe Toyota Vios E số tự động này. Đây, tiếp theo em giới thiệu cho anh em về phần bánh xe. Vành xe của chiếc xe Toyota Vios E này thì là vành đúc hợp kim nhôm nhá. Vành sẽ là vành màu bạc trắng đấy ạ. Đấy, vành sẽ là vành 15 inch nhé. Và phanh tích kết hợp trên đấy sẽ là phanh đĩa cho cả 4 bánh ạ. Và tích hợp trên tiếp theo nữa đó chính là có hệ thống phanh ABS này, phân bố được phanh điện tử EBD này, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA này và có cân bằng điện tử xe VSC nhá. Rất là an toàn đúng không ạ? Ok, tiếp theo em giới thiệu cho anh em về phần gương chiếu hậu ạ. Gương chiếu hậu của chiếc xe Toyota Vios E số tự động này, gương chiếu hậu sẽ là cùng màu thân xe ạ. Và tích hợp trên đấy sẽ là có xi nhan trên gương nhé. Xi nhan trên gương này. Và xi nhan trên gương nó là đèn nét đấy ạ. Còn đây em, nó sẽ là có tích hợp nữa, đó chính là chỉnh điện và gập điện nhé. Còn đây em giới thiệu cho anh em tiếp theo nữa, đó chính là tay nắm cửa. Tay nắm cửa thì sẽ là tay nắm cửa mạ chrome. À xin lỗi ạ, tay nắm cửa cùng màu thân xe nhé. Mạ chrome thì chỉ dành cho bản G số tự động đấy ạ. Đấy. Đây, tay nắm cửa cùng màu thân xe cho cả 4 cánh cửa luôn ạ. Còn đây em giới thiệu cho anh em về trần xe nhé. Trần xe của chiếc xe Toyota Vios E số tự động này sẽ là trần phẳng nhé, không có cửa sổ trời đâu ạ. Sẽ là anten, sẽ là anten vây cá nhé. Nhìn sẽ sang trọng hơn rất nhiều so với cả bản cũ trước thì là anten là dạng cột ạ. Còn đây em giới thiệu cho anh em về phần đuôi xe của chiếc xe Toyota Vios E số tự động này. Thì phần đuôi xe nó được dập lỗ rất là nhiều, tạo ra chiếc xe nhìn rất là cứng cáp, chắc chắn và không kém sự sang trọng ạ. Và em giới thiệu cho anh em về cụm đèn ở phía sau. Cụm đèn phía sau chính là đèn dùng đèn halogen nhé, toàn bộ là halogen hết ạ. Và nó sẽ chạy từ phần sườn xe lên phần đuôi xe, tạo ra nhìn chiếc xe nó sẽ sang trọng hơn. Đấy. Đây, đằng sau chiếc xe Toyota Vios E số tự động này thì sẽ là có thêm, đó chính là cảm biến lùi đấy nhá, có cảm biến lùi này và có camera lùi đấy ạ. Ok, giờ thì em sẽ thử mở cốp ra cho anh em xem là cốp của chiếc xe này có rộng hay không nhé. Đây em giới thiệu cho anh em về cốp xe của chiếc xe Toyota Vios E số tự động. Cốp của nó rất là rộng nhé. Cốp rất rộng luôn đấy ạ. Và cốp thế này, hàng ghế thứ hai mình có thể gặp được 60-40. Thì đúng là cốp mình để rất là dài cho mình được, để đồ dài được nhé. Giờ em sẽ thử mở lốp sô cua ra cho anh em xem là lốp sô cua nó có ổn không ạ. Đây, lốp sô cua của chiếc xe Toyota Vios E số tự động này sẽ là giống như 4 lốp chính nhé. Nó là vành đúc hợp kim nhôm màu bạc xám và vành sẽ là vành 15 inch nhé. Và tích hợp bên trong này, dưới này thì sẽ là có bộ đồ tháo lốp. Còn kích lốp thì sẽ được để ở gầm của bên ghế lái nhé. Ok, tiếp theo em sẽ giới thiệu cho anh em về mức tiêu nhiên liệu của chiếc xe Toyota Vios E này cho anh em.
Đây, em giới thiệu cho anh em mức tao nhiên liệu của chiếc xe Toyota Avis E số tự động này nhá. Ở trong đô thị đang là 7,53 ạ. Và ngoài đô thị đang là 4,7 nhá. Và kết hợp trung bình đó là 5,74, rất là tiết kiệm nhiên liệu cho chiếc xe Toyota Avis E số tự động. Ok, giờ em sẽ đi vào bên trong nội thất để giới thiệu cho anh em nhé. Đây, em giới thiệu cho anh em về nội thất của chiếc xe Toyota Avis E số tự động. Nội thất là sẽ nội thất màu vàng nhá. Màu vàng, nội thất là cả bên trong sẽ là cảm giác sẽ là rất là rộng rãi và sang trọng, không kém sự sang trọng đâu ạ. Và ghế của nó sẽ là ghế da nhá. Ghế da sờ rất là mềm mại đấy ạ. Và ngồi rất là ôm ghế, và ghế sẽ là được chỉnh cơ 6 hướng đấy ạ. À, ngoài ra thì vô lăng của chiếc xe Toyota Avis E số tự động này thì sẽ là vô lăng 3 chấu nhá. Tích hợp trên đấy sẽ là có điều chỉnh âm lượng này. Bản này sẽ không có cruise control như là bản Avis G nhá. Và sẽ là vô lăng sẽ là được bọc da, sờ rất là mềm mại ạ. À, vô lăng sẽ là được chỉnh cơ 4 hướng, gật gù và lên xuống ạ. Đấy. Còn số túi khí của chiếc xe Toyota Avis E số tự động này sẽ là cùng có 3 túi khí nhé. Đây, còn giới thiệu cho anh em về bên cánh cửa. Cánh cửa của chiếc xe Toyota Avis E số tự động này sẽ là cánh cửa nó sẽ là nó điều chỉnh. Đây là sẽ là điều chỉnh mặt gương này, cụp gương này. Đấy, đây là khóa kính này. Và sẽ là lên xuống cho 4 cánh cửa, và riêng hàng ghế lái đầu tiên sẽ là tự động lên và xuống nhé. Ok, giờ em sẽ đi sâu vào bên trong để giới thiệu cho anh em nhé. Đây, em giới thiệu cho anh em về bên trong này. Đầu tiên nó sẽ là chìa khóa cơ nhá anh em nhé. Bản chỉ cho bản chìa khóa thông minh, chỉ có là cho bản G thôi. Ok, giờ em sẽ bật on lên cho anh em xem bản đồng hồ táp lô của chiếc xe này thì có gì không ạ. Đó. Đây, em giới thiệu cho anh em nhé. Thì sẽ là có, đây là vòng tua động cơ này, công tơ mét này. Và đây là mức nhiên liệu nhá. Và đây là các đèn cảnh báo, đèn đỏ và đèn vàng. Còn dưới này sẽ là điều chỉnh cài đặt chip A, chip B đấy ạ. Đó. Bên giới thiệu cho anh em về phần điều chỉnh về ánh sáng đây ạ. Thì nó cũng không có gì là quá nổi bật đâu nhá, không có hệ thống tự động. Ở đây, đây là cần gạt mưa cũng như vậy nhá, không có các gì nó quá nổi bật, nó là cơ bản đấy ạ. Ok, tiếp theo em giới thiệu cho anh em về màn hình giải trí. Giải trí của chiếc xe Toyota Avis E số tự động này sẽ là màn hình cảm ứng 7 inch, kết nối AUX, USB, Bluetooth và có Apple AirPlay và Auto Android cho anh em nhá. Và có là đầu đĩa 6 loa. Một đĩa 6 loa cho anh em nhá. Còn đây giới thiệu cho anh em về hệ thống điều hòa. Điều hòa của chiếc xe Toyota Avis E số tự động này sẽ là điều hòa cơ chỉnh tay. Đây là điều chỉnh về nhiệt độ này, tốc độ gió này và hướng gió này. Còn đằng này sẽ là sấy kính này, lấy gió trong này và bật tắt điều hòa cho anh em nhé. Đây là các cửa gió điều hòa của chiếc xe Toyota Avis E. Nhìn nó rất là thiết kế, rất là sang trọng cho anh em. Đó, đây, cửa gió điều hòa cho anh em nhé. Đây, giới thiệu cho anh em về cốp phụ này. Cốp phụ đây thì cũng rất là rộng nhé. Còn đây em giới thiệu cho anh em phần phía dưới này. Dưới thì đằng này sẽ là có tiếp theo đó chính là chỗ này để nước thôi nhá. Đó. Và đây là cần số này, cụm số của chiếc xe Toyota Avis E số tự động này. Đấy, hộp nó sử dụng hộp số là hộp số vô cấp nhá. Hộp số tự động vô cấp đấy ạ. Đấy, cần số là cần số zích zắc nhá. Còn giới thiệu cho anh em nữa, đằng dưới này sẽ là có thêm đó chính là cái phanh tay. Phanh tay là phanh cơ nhá, phanh cơ này. Ở dưới này sẽ là có cổng điện 12V này cho anh em này. Nó sẽ có hộp tựa tay trung tâm này. Đấy, hộp tựa tay trung tâm nhá. Đó. Ok, em giới thiệu cho anh em về phần gương chiếu hậu bên trong xe. Gương chiếu hậu trong xe thì cũng cơ bản thôi, không có gì quá nổi bật cả. Đó. Đây, em giới thiệu cho anh em về phần đèn trần này. Đèn trần đấy ạ. Đèn trần sẽ có 3 chế độ này, luôn luôn đóng này, mở cửa từ sáng và luôn luôn sáng cho anh em nhé. Hoặc anh em có thể bấm cơ vào đây. Để tiếp này. Đây, em giới thiệu cho anh em về trần xe. Trần xe của chiếc xe Toyota Avis E số tự động này, trần nó cũng cơ bản thôi, nó không có gì cả, nó trần phẳng ạ. Trần phẳng nhá. Ok, giờ em sẽ hàng ghế thứ hai để giới thiệu cho anh em ạ. Đây, giới thiệu cho anh em về hàng ghế thứ hai của chiếc xe Toyota Avis E số tự động. Thì hàng ghế thứ hai nó giống hàng ghế đầu tiên, nó sẽ là ghế da và ghế sẽ là ghế màu vàng nhá. Đấy, giờ em sẽ đi vào bên trong cho anh em. Đây, đầu tiên em sẽ cảm nhận được cho nó chính là ngồi rất là rộng rãi, thoải mái luôn. Đây này, em cao 1m80 này, để chân vẫn còn thừa. Đàn trần thì vẫn còn thừa khoảng 5 đến 7 phân số phân nhá. Hàng ghế thứ hai thì rất là tiếc, đó chính là sẽ không có cửa gió hàng ghế thứ hai cho chiếc xe. Đấy. Không có cửa gió hàng ghế thứ hai nhá. Đây, em sẽ quay cho anh em về tổng quan về hàng ghế đầu tiên của chiếc xe Toyota Avis G, Avis E số tự động. Tổng quan của nó thì nó khá giống so với cả bản Avis G. Đấy, nhưng với sự thiết kế của nó thì em đánh giá rất là tiện nghi, sang trọng. Thì tại sao anh em không gọi điện cho em qua số điện thoại góc dưới bên trái màn hình để được giá tốt nhất và chương trình khuyến mại tốt nhất đi ạ.
cam kết với anh em giá sẽ là tốt nhất thị trường cho anh em nhé. Ok, giờ em sẽ đi sang về phần động cơ để giới thiệu cho anh em về động cơ của chiếc xe Toyota Vios E số tự động. Thì động cơ nó có gì không ạ? Hãy giới thiệu cho anh em về động cơ của chiếc xe Toyota Vios E số tự động. Nó vẫn sử dụng động cơ của Toyota rất là lâu đời rồi, đó chính là động cơ dual VTI tạo nên thương hiệu của chiếc xe Toyota Vios, rất tiết kiệm nhiên liệu cho anh em. Với công suất cực đại của chiếc xe Toyota Vios E số tự động này, công suất cực đại nó đang là 79 Nm cho 6.000 vòng trên phút nhé. Còn mô men xoắn cực đại nó đang là 140 Nm trên cho 4.200 vòng trên phút nhé. Đấy. Đây, em giới thiệu cho anh em chi tiết bên trong này. Đây là nước rửa kính này. Đây động cơ, sẽ động cơ sẽ là động cơ 4 xi lanh thẳng hàng. 4 xi lanh thẳng hàng cho anh em nhé. Đấy. Còn đây là cổ hút này, ắc quy này, cầu chì này. À, đây là màu vàng đằng này, đó chính là dầu phanh nhé. Ok, giờ em sang bên sang tổng thể và giới thiệu cho anh em những tính năng an toàn của chiếc xe Toyota Vios E số tự động này. Thì có những gì không ạ? Thì em xin phép được giới thiệu cho anh em. Đây, về em giới thiệu cho anh em về tổng thể nhé. Về kích thước tổng thể thì em đã giới thiệu cho anh em rồi. Về những tính năng an toàn của chiếc xe Toyota Vios E số tự động này thì nó có những tính năng an toàn như sau. Đó chính là sẽ là có hệ thống phanh, thì sẽ là phanh đĩa cho cả 4 bánh này. Và có hệ thống phanh ABS này, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA này, phân bố được tập phanh điện tử EBD này, hỗ trợ phanh khẩn cấp rồi này, hệ thống cân bằng điện tử xe VSC này, hỗ trợ khởi hành ngang dốc cho anh em nhé, và kiểm soát được kéo. Đấy, nó sẽ có cảm biến lùi này, camera lùi này. Đó. Số túi khí bản này sẽ là tổng sẽ là 3 túi khí như em giới thiệu cho anh em rồi. Đấy. Và các màu xe thì như anh em như sẽ là tổng có 5 màu nhá, như màu vàng cát như anh em quay cho anh em xem đây. Và màu đen này, màu bạc này, màu đỏ và màu trắng nhé. Tổng sẽ là có 5 màu cho anh em đấy ạ. Thì video này em xin phép em sẽ dừng video về ở đây. Anh em có thấy hay thì em bấm like và đăng ký kênh của em nhé. Để em sẽ giới thiệu cho anh em toàn bộ các dòng xe của Toyota, cũng như là em sẽ cập nhật về giá xe cho anh em toàn bộ các dòng xe của Toyota, cũng như các hãng xe khác như là Hyundai, Honda, Mazda, Kia và rất nhiều hãng xe khác nhau. Thì em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Em đã chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem video này của em ạ.